trong phòng hết à? Để nó nặng như thế này mới đưa nó đến khám hả em? Đấy, cái tổn thương của này giờ nó đang rất là nặng, em hiểu chưa? Vâng ạ. Đấy, nó quá là nặng ấy. Nếu nó lên cái tổn thương ban đầu nhỏ thôi thì em bôi thuốc và nó sẽ ổn thôi. Vâng, cháu đây ban đầu nó cái viêm da tiếp xúc tại vì mới đầu là em thấy nhỏ em cứ thấy cháu gái bảo là thì đi ngay hiệu thuốc bảo là bị mũi đốt thôi ý. Không phải cái này nó là viêm da tiếp xúc xong nó gãi nhiều quá em ạ. Vâng, nó bị bội nhiễm. Mông cháu cũng có, đứng dậy cho bác xem coi. Cái này nó bị bội nhiễm. Em hiểu chưa? Vâng, đây này. Đấy, ban đầu là một cái viêm da tiếp xúc xong là em để nó bị bội nhiễm nó gãi nhiều quá. Thế ạ. Bây giờ về nhà nhá, em phải mặc cho nó những cái quần dài vào thì nó sẽ không gãi. Còn nếu mà quần ngắn như này chắc chắn nó ngứa, nó sẽ gãi rất là nhiều mà nó loét ra ấy. Đây này, toàn bộ những cái vùng em thấy, toàn bộ những cái vùng mà nó hở, nó gãi ra rất là nhiều. Vâng, cái lốt này của cháu nó cũng đấy, nhỏ dần, này, nó cứ to dần, gãi đấy, nó cứ to dần. Với lại em phải chăm bôi kem dưỡng cho nó, ở nhà ai chăm nó cho chính. Ở nhà thì cháu cứ đi lớp sáng đến tối, một về bà cháu chăm. Thế thì anh nghĩ là ra lớp phải nhắc cô giáo bôi cho nó thôi, nhờ cô giáo bôi kem cho nó thôi, nha. Vâng. Thế còn cái chỗ ngón chân này, bác xem nào. Đâu, ngồi xuống con. Đấy, cái tổn thương này nó cũng kiểu một dạng cái viêm da cơ địa, nhưng mà bạn ý để nó kiểu nó nặng quá, thì nó không bôi kem dưỡng vào đây. Từ lúc nhỏ ấy, đến bây giờ cứ bôi hồi nó khỏi xong rồi lại bị. Đây không ổn, cái này em phải chăm sóc nó kỹ hơn một tí em ạ. Vâng ạ. Chứ nếu em chăm sóc nó như thế này thì nó cứ bị đi bị lại và nó như mà này rất là khó chịu. Anh chưa hỏi cái này thì em thấy người thì bảo là nó bị gì? Da lao. Người thì ám bị gì nhỉ? Zona. Không phải, thì... zona nó chỉ mọc một bên cơ thể thôi. Cái này em để ý nhá, ban đầu nó chỉ nhỏ như thế này này. Rồi cái viêm cái nó gọi là cái sẩn ngứa của cái viêm da tiếp xúc. Vâng, em hiểu anh không? Vâng. Sau đấy khi mà nó lên một cái nốt tổn thương ấy, em không chăm sóc nó luôn. Nó ngứa, nó càng ngứa nó càng gãi. Vâng, nó càng gãi nhiều thì nó gây bội nhiễm. Vâng. Hiểu chưa nào? Vâng. Nó loét ra như này thì nó là những cái con vi khuẩn rồi ở bên ngoài nó xâm nhập vào thì nó gãi ra loét ra như này. Hiểu chưa nào? Vâng ạ. Nhá. Thế nên bây giờ về nhà nhá, em mua cho nó cái quần dài. Vâng. Nhưng mà rộng ra. Vâng. Hiểu chưa nào? Vâng. Đừng mặc quần ngắn như này. Quật cổ mặc quần đùi như này là nó sẽ gãi nhiều. Vâng. Tay như thế. Vâng. Mua mặc cho nó những cái áo dài mỏng. Đấy, em để ý nhá, trong người nó hầu như là không bị. Trong người không bị. Đúng không? Những cái chỗ mà hở đúng không? Cứ nhỏ nhỏ đấy. Đấy, em để ý những chỗ nào hở đúng không? Những cái chỗ từ đây đến đây là nó không mặc quần nó không giới này, từ đây đến đây thế này. Hiểu chưa nào? Vâng ạ.